Diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đang cung cấp máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp cho người dân, hợp tác xã và các đơn vị có nhu cầu. Diện lúa cũng sẽ đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề cho đội ngũ vận hành và sẵn sàng bảo trì, sửa chữa nếu thiết bị gặp lỗi. Trước mắt, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ cho mượn máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp. Không tính phí, hư hỏng thì đem về diện để bảo trì, sửa chữa, thay mới mà không phải bỏ tiền ra để mua. Hiện diện đang có sẵn nhiều máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp sẵn sàng phục vụ cho người dân các địa phương khi có nhu cầu. Thời gian qua, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã hỗ trợ cho thành phố Cần Thơ 6 thiết bị, tỉnh Hậu Giang 3 thiết bị và An Giang 3 thiết bị. Mục đích của hoạt động này là nhằm khuyến khích nông dân, hợp tác xã ở đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng mạnh máy bay không người lái vào trong sản xuất và quản lý tốt hơn việc bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật.